Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp thiên ba U Minh Cổ Tộc của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nha. Ở tập 20 của ngày hôm qua thì chúng ta đã nghe qua cái hành trình đi giải cứu hai tình cùng với cô cháu gái tên là Uyên, để mà hội đủ tất cả những sự chuẩn bị có thể bước chân vào U Minh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những thử thách nào xuất hiện ở phía trước của nhóm Hụt Bonsai. Mời quý khán giả cùng lắng nghe tập 21 Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Kiên Bối Cá gọi một cuộc điện thoại chừng 10 giây. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng dạ răm rắp. Độ 3 phút sau thì một chiếc xe ô tô 7 chỗ đã đậu trước mặt bọn tôi. Tay đàn em mặc áo phông, thân hình cơ bắp, xăm trổ kín người, lọt tọt chạy tới báo cáo. Kiên Bối Cá quay sang bọn tôi rồi hất hàm, ra dấu mọi thứ đã sẵn sàng. Hai Tịnh lúc này mới lững thững đi ra, dáng vẻ tuy thoáng một chút mệt mỏi, lười nhác, nhưng thần khí không thể không khiến tôi có phần kinh ngạc. Ông vẫn áo thun ba lỗ, khoác ngoài một cái áo lính trằn tri đã bạc màu, quần kaki cũ, mang đôi dép trâu kiểu bộ đội xưa. Bên hông đeo một cái túi da bò, có lẽ đựng những thứ cần thiết nhất, trông gọn gàng và chuyên nghiệp lắm, làm cho anh Hùng và Tú Linh cũng nể phục bậc tiền bối đã lâu không xuất sơn. Anh Hùng tới mở cửa xe cung kính mời hai Tịnh. Ông không biểu hiện cảm xúc gì nhiều, chỉ đưa ánh mắt nhìn anh, trong đó có rất nhiều điều như muốn can ngăn anh Hùng lần cuối, hãy dừng chuyến đi này trước khi quá muộn. Sinh leo tọt lên ghế trước ngồi với tài xế, trông hào hứng lắm. Chắc chị đó vợ đi hành sự chỉ toàn ngồi xe máy, lần này thì khá bảnh lên hẳn. Anh Hùng và Tú Linh kẹp hai Tịnh ở giữa. Âu không chỉ đơn giản là vô tình ngồi như vậy, không ngoài khả năng lo sợ ông ta sẽ có hành động gì đó không đúng. Đường khuya vắng ngắt, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe máy chạy ngược chiều, trông như đang trốn chạy khỏi thứ gì đó ở phía chân trời u minh đằng kia. Xe bọn tôi cũng im lặng lao đến, không khí bên trong bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn, không ai nói với ai câu gì. Phải tới hơn 15 phút, hai Tịnh mới cất lời. Qua chịu ơn mấy cô cậu hai lần, qua không biết đền đáp ra sao. Nhưng qua cũng xin nhắc lại, qua sẽ không tham gia vào hành trình của các cô cậu đâu. Đưa qua bìa rừng, còn lại thì phải coi phước phận của các cô cậu cao đến đâu. Anh Hùng hạ kính xe xuống, lấy thuốc ra mời hai Tịnh một điếu. Anh châm lửa xong trích một hơi rồi mới nói. Chú hai à, chú cứ nhắc một câu cũng không muốn đi, hai câu cũng không muốn đi, vậy sự tình bên trong đó nó như thế nào mới được? Hai Tịnh cũng phả khói thuốc ra. Ông nói bằng cái giọng ướp mỡ, như không muốn nhắc tới những thứ bi kịch khủng khiếp nhất. Qua biết là các cô cậu đều là lục lâm cứng cựa, ca lâu thành mà còn băng qua được thì quả nhiên đâu có đơn giản. Nhưng các cậu bảo tôi dẫn vô, nếu là người khác thì chắc qua đây đã đập cho một trận, chứ không có khuyên ngăn như vậy đâu. So với U Minh thì kỳ động ở Kiên Lương chỉ như đi nghỉ dưỡng mà thôi. Mọi người đều bị câu nói của hai Tịnh thu hút. Ông nói tiếp. Chưa tính tới bách độc trùng thú trong chốn rừng thiên, kẻ giữ rừng mà Tai Na Long Hội kể lúc nãy mới thực sự là thứ có thể lấy mạng các cậu dễ như lấy đồ trong túi. Gặp lão ta rồi thì 10 phần chắc 9 phần chết. Đó là lý do tại sao mấy chục năm nay chẳng nghe có lục lâm nào dám vào lỗi rừng săn lang hết. Con người đúng là ngộ. Người có tâm tư u uất, không muốn nhắc tới chuyện cũ thì chỉ có thể ướp mỡ. Kẻ nghe xong thì lại muốn biết thêm. Hai bên tiếng thoái lưỡng nan, rốt cuộc lâm vào trầm tư. Tôi nghĩ thầm, thiệt tình
Có cái bìa rừng thôi thì ai cần ông dẫn vô. Ông giúp như vậy thì thà thôi đừng giúp cho khỏe, có cái gì mà lo chứ. Thằng Sinh có vẻ cũng cùng chung suy nghĩ với tôi, nhưng nó bị cái thẳng tính chẳng giấu giếm mà quỵt tẹt ra hết luôn. Chú Hai à, có cái bìa rừng thôi mà, đâu có gì mà căng. Tụi con cần là tới được lỗi rừng để lấy ngọc trết kìa. Hai Tình nhìn Sinh vẻ đầy ngao ngán, anh Hùng vẻ như đợi câu trả lời từ ông Hai. Ông kéo thêm một hơi thuốc rồi thả ra khói khiến cho trong xe nồng hơn. Ông nói: thứ người thường thấy và thứ lục lâm thấy giống vậy đã khác nhau, cho nên cách gọi tuy giống nhưng lại ám chỉ về một thứ khác. Nói đến đây, ông Hai giải thích cặn kẽ khiến cho tôi và Sinh vỡ lẽ ra. Bản thân mình quá nông cạn rồi. Rừng U Minh chia làm hai phần. U Minh Thượng là một huyện của tỉnh Kiên Giang, ít quan sơ hơn. Bên trong cũng thường có dân đi ăn ong hoặc làm rẫy. U Minh Hạ là tên của một khu rừng tràm thuộc tỉnh Cà Mau. Phần gọi là rừng rộng tới 35.000 hecta, gấp 10 lần diện tích quận 7 của Sài Gòn. Thử tưởng tượng nếu bị thả xuống một địa điểm bất kỳ của quận 7, có khi còn bị lạc. Huống hồ chỉ nếu xung quanh là rừng tràm. Tuy nhiên trong 35.000 hecta đó, phần rừng được bảo vệ đặc biệt, tức là lỗi rừng, trong con mắt người thường chỉ chiếm gần 9.000 hecta. Khỏi phải nói cũng biết rừng ở đây dày đặc và hiểm trở đến độ nào. Đối với lục lâm, phần 24.000 hecta bao quanh có lẽ chỉ như một khu công viên để dạo chơi mà thôi. Nên khi họ nhắc tới bìa rừng U Minh thì có nghĩa là phần diện tích bao quanh của cái lõi 9.000 hecta đó. Dùng bìa này rộng chừng 5 km, lại chia làm hai phần là mặt bìa và ruột bìa. Ngay cả kiểm lâm cũng ít khi vào được phần ruột bìa, chỉ có mùa khô là hay đi tuần tra đề phòng cháy rừng. Đoàn này được dẫn bởi quan lửa. Ở phần ruột bìa, ông Hai Tình kể rằng tràm mọc thẳng hàng thẳng lối với nhau, giống như chúng mọc trên một nền phế tích cổ xưa nào đó. Nghe đến phế tích, tôi sực nhớ lại Ca Lâu Thành. Cảm giác dùng đất Cửu Long vô cùng bình dị, nhưng bên dưới lớp đất phù sa lại ẩn chứa rất nhiều câu chuyện ngỡ như chỉ có trong cổ tích thôi. Khả năng các đô thị cổ khác nằm rải rác khắp nơi là rất cao. Dù gì thì đầu công nguyên, nơi này cũng từng là một hải cảng trung chuyển nổi tiếng của thế giới. Một cảm xúc tự hào pha lẫn hứng khởi dâng lên mạnh mẽ. Tôi biết chắc chắn rằng chuyến đi này có thể nguy hiểm vất vả lắm, nhưng kết quả thu được sẽ vô cùng mãn nhãn. Ông Hai tiếp tục kể, khi vượt qua bìa rừng theo cách gọi của lục lâm thì sẽ tới phần lõi rừng có diện tích trên dưới 1.000 hecta. Vùng này được chia làm hai do hai người canh giữ. Mặc dù lọt vào vùng của ai thì kết cục cũng không khác gì bọn Na Long Hội là mấy. Câu chuyện tại sao lại có hai người sống trong đó, ông Hai Tình không biết được. Chỉ nghe nói lại là họ vốn chẳng ưa nhau, tự chiến diễn ra liên miên suốt mấy chục năm chưa dứt. Một người trong số đó là quan lửa. Tôi đã nghe kể từ tên tay chân của Na Long Hội. Còn người còn lại là bà Sò, một lục lâm đen vô cùng máu lạnh, theo lời kể của Chỉnh Cục và Năm Trạm. Nhắc đến tay Sáu Nghĩa, tôi lại giật mình. Đợt đó mặc dù bị một búa của anh Hùng làm cho đầu lìa khỏi xác, nhưng anh vẫn nói rằng hắn ta chưa chết. Vậy không biết hắn có đến dùng U Minh để nương nhờ hay không. Nếu có thì cuộc trùng phùng giữa hắn và chúng tôi hẳn phải rất là đẫm máu. Nhưng máu đó chắc là máu của bọn tôi rồi. Vì bà Sò qua lời kể của Chỉnh Cục và Năm Trạm, tuyệt nhiên không phải là người có thể đùa giỡn được. Thứ làm tôi ngạc nhiên thích thú nhất là cái gọi là rừng 10 vạn chân. Theo lời kể của Hai Tình, đây là một thứ độc nhất vô nhị. Có lẽ trong giới lục lâm, đi tìm chẳng có nơi thứ hai. Anh Hùng nói: cái này con có nghe sư phụ nhắc qua một lần, chẳng biết là có thật hay không. Ông Hai kẻ hút một hơi tiếp tục, vẻ mặt ngán ngẩm, kể cho chúng tôi nghe về sự kỳ diệu của tự nhiên. Ở vùng ven biển Tây Nam Bộ,
đặc biệt là Cà Mau, ắt hẳn chúng ta hay nghe nhắc tới cây đước. Người dân nơi đây không lạ gì với câu hát: từng trang đước đông đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này. Tuy nhiên có một chuyện khá thú vị mà ít người biết về giống cây đước đó là chúng có khả năng di chuyển. Nếu đánh dấu một cây đước bằng một vật mốc cố định, một số cây khi lớn lên có thể dịch chuyển so với vật mốc một khoảng cách lớn. Điều này là do rễ phụ của đước khi mọc ra vươn dài tựa như một cái tai chống, khiến cho đước có thể dịch chuyển một cách chậm rãi. Quá trình này mất tới vài tháng hoặc thậm chí là cả năm. Rừng U Minh Hạ không có đước, chỉ toàn tràm là tràm thôi. Tuy nhiên lại có một loại tràm hết sức đặc biệt, Lục Lâm gọi là tràm keo cột định. Loại tràm này chỉ mọc sâu bên trong U Minh Hạ, phần bìa bên ngoài hay có các đoàn tham quan thì không thể thấy được chúng. Loại này thân rất to, tên gọi cột định cũng từ đó mà ra. Nhựa sệt như keo, lá dài, nhọn, to như bàn tay trẻ em. Cây non phải mất ít nhất 30 năm mới cao lên được 20 thước. Từ năm thứ 31, chúng có thể cao đến 5-60 thước, phần gốc to đến 2 người ôm. Cây trưởng thành mỗi năm chỉ ra hoa một lần vào mùa gió chướng, hạt theo gió bay ra ngoài, gần bìa rừng. Tại đây cây phát triển từ từ. Nhưng tại sao không ai thấy? Là vì nó có chân. Ở năm phát triển thứ 15 trở lên, có một loại thực vật ăn thịt sống ký sinh vào thân cây tràm. Nhìn những cây tràm bị ký sinh sẽ y hệt như cây đước. Có phần thân giữa trở xuống là những cái rễ phụ cong cong, đâm rất sâu xuống lớp bụng. Đám rễ phụ này thực ra là thứ thực vật dị thường đó. Chai mặn đều dùng được, nhưng bọn chúng thích ăn thịt hơn. Ban ngày đỉnh của loại ký sinh này cắm vào sình, đêm đến thì ngóc dậy săn mồi. Đến một độ tuổi nhất định, khi cây tràm keo cột định bị ký sinh đủ lâu, rễ chính của tràm sẽ bị tiêu biến hoàn toàn. Cây chủ chỉ sống bằng nguồn dưỡng chất mà đám ký sinh đem tới. Đổi lại thì tràm keo sẽ tổng hợp loại nhựa như chất keo để cho đám rễ hút vô, nhờ đó mà thêm cứng chắc. Khi đường kính cây tràm đạt đến độ tầm một thước, đám ký sinh này sẽ bắt đầu quá trình hồi hương, cùng cây tràm di chuyển từ từ trở lại vào trong lõi của rừng. Tại đây, đến khi cây tràm chết đi, rễ phụ phân rã ra thành hàng trăm cây con, theo dòng nước lại trôi ra bìa rừng, rồi lại tìm một cây tràm mới, bắt đầu dòng đời tiếp theo của nó. Việc băng qua rừng 10 vạn chân, tại sao qua lời kể của hai tịnh lại trở nên vô cùng khó khăn? Thứ nhất là do không dùng được la bàn. Rừng 10 vạn chân không hề có những trận yểm tương tự như tiêu đồ hóng mà tôi từng gặp lúc ở Vách Ma Dấu. Nó hoàn toàn là một thứ gì đó kỳ bí sinh ra một cách tự nhiên, làm cho la bàn không thể sử dụng được. Việc định hướng là không khả thi, thậm chí là có đợi đêm xuống để nhìn sao. Ngay cả ban ngày, mặt trời cũng chẳng thể soi qua hết được những tán lá dày và kính của đám tràm. Những thứ người bên trong nhìn thấy chỉ là lốm đốm của những tia sáng nhỏ yếu ớt lọt qua, vừa đủ soi được một không gian độ 50 mét vuông xung quanh. Ban ngày lá của loại tràm keo cột định này tiết ra một chất nhầy, làm cho ánh sáng chiếu đến thì gặp phản xạ trở ngược ra, cho nên nhìn đâu cũng thấy sáng giống nhau, không thể dựa vào hướng sáng của mặt trời mà phân định. Ngày đã như vậy, đêm đến làm sao coi thiên tượng cho được đây? Chưa kể tràm khổng lồ mọc san sát với nhau, không nhìn xa được. Dưới chân là đầm lầy, có thể có cả dũng lầy sát thủ. Đi sai thì bỏ mạng như chơi. Nghe đến đây, đủ thấy hiểm nguy ở nơi rừng 10 vạn chân nó trùng trùng giăng lối. Ấy là còn chưa kể đám rễ ký sinh ăn thịt. Quả thực nơi đó là quỷ môn quan, chứ chẳng thể đùa. Bảo sao khi nhắc đến nơi này, hai tịnh vô cùng nghiêm túc. Tú Linh hỏi, nếu nói như vậy thì làm sao để băng qua được? Hai tịnh trầm ngâm. Có cách. Cách này chỉ có thể làm, chứ không thể nói cho hiểu được.
Câu nói đó càng khiến cho bọn tôi bồn chồn lo lắng. Anh Hùng hỏi: "Ừ, chuyện không thể dùng la bàn được thì khả năng cao là dùng đó rối loạn về tự trường. Nhưng mà dù U Minh này không có mỏ sắt, đá tự tính thì lại càng không. Chuyện trạm phát ra tự trường thì còn khó hiểu hơn nữa. Chú hai có hiểu tại sao U Minh lại như vậy hay không?" Hai tình trầm ngâm. Quả đoán là do Ngọc chết. Nhưng mà... Ông hai suy nghĩ một chút, giống như đang tìm cách diễn giải lại cho bọn tôi hiểu được một vấn đề rất phức tạp. Như đã biết, Ngô Công Kim Thân, hệ cấp là Thái Dương, vùng Cửu Long này xuất hiện ở ba nơi, là Thất Sơn tại Vách Ma Dấu thuộc Tri Tôn, Hang Đá Mo So thuộc Kiên Lương, và cuối cùng là Lỗi Trừng U Minh Hạ. Truyền thuyết lưu lại đều kể về hai viên đá ở Thất Sơn và Kiên Lương vốn dĩ không phải phát tích tự nhiên ở tại chỗ, mà được người khác đem đặt ở đó, mục đích đều là trấn yểm. Vậy thì viên thứ ba trong U Minh này khả năng rất cao là cũng được tiền nhân sử dụng cho mục đích liên quan tới chuyện trấn yểm. Tuy nhiên, thứ bí ẩn của viên ngọc thứ ba này chính là thông tin. Chẳng ai biết bên trong lỗi là cái gì cả. Tất nhiên là một vài lời truyền miệng, hoặc là những ghi chép rất ít ỏi. Dĩ nhiên, để đạt đến trình độ dùng ngọc trấn yểm thì hẳn đó cũng phải là một nền văn hóa, một thành quách, hay là một nhóm người rất tinh hoa. Ngọc trết ở U Minh là một sự bí ẩn lớn. Tu Linh nói: "Mấy cái nãy giờ chú hai nói, cộng với yếu tố kỳ lạ của rừng mười dạng chân á, có khi nào có một khả năng về một cái mộ cổ nằm bên dưới U Minh hay không?" Hai tình gật đầu. Ông nói ông đồng ý với giả thuyết. Vì thứ nhất, có vẻ như địa chất dùng U Minh không bền vững để xây thành lập ấp. Thứ hai là nhìn địa thế trạm mộc thẳng hàng lối phía rừng bên trong. Thậm chí rất lâu về trước, khi có lần ông lướt ngang qua đó, có trông thấy về một số phế tích hoặc dấu vết của nhà cửa. Hai tình dự đoán rằng xa xưa về trước hẳn có một tộc người đã từng sống ở U Minh này. Còn thông tin chính xác về họ thì ông không biết chính xác được. Dĩ nhiên vẫn là có một số lời đồn về một tộc người tên gọi là Cô Chỉ, thích ăn thịt người đang sống bên trong đó. Sau tất cả mọi chuyện đều dẫn đến chung một câu hỏi: ai là người đầu tiên tìm ra Ngọc Trết? Ngọc Trết phát tích tại đâu? U Minh Hạ chứ bí mật gì? Hai tình dĩ nhiên không trả lời thấu đáo được. Bên cạnh đó, chuyện đại cao thủ như Ba Sò và Quan Lửa cả đời ẩn cư trong rừng cũng có ít nhiều nghi vấn. Anh Hùng nhân tiện hỏi hai tình về thâm thù quyết hại giữa hai lão quái kiệt ấy. Hai tình mới lắc đầu thở dài. Chuyện xảy ra trên dưới 70 năm, ngày đó hai tình còn rất nhỏ. Quan Lửa và Bà Sò là một cặp thanh mai trúc mã. Sau đó do gia đình ép gả nên Bà Sò phải lấy người khác. Quan Lửa suy sụp, rồi cũng kết hôn với một người tỷ muội kết nghĩa của Bà Sò. Bẵng đi mấy năm, Bà Sò gia nhập Lục Lâm Đen, quay trở về biết được Quan Lửa đã cưới một người tỷ muội nên trở nên điên loạn. Lần đó nhân dịp Quan Lửa đang trị thương, bà ta đến giết sạch cả nhà vợ của Quan Lửa, kể cả đứa con của họ mới được một tuổi cũng không tha. Quan Lửa như phát điên, ông đến dụng U Minh Hạ này để an táng vợ mình. Thời gian đó Bà Sò cũng thường xuất hiện trong rừng. Lo sợ Bà Sò có mưu đồ xấu, Quan Lửa đã thề sẽ bảo vệ cánh rừng này cho tới chết. Từ đó ông chẳng cho ai đi vào lỗi nữa, dù là Lục Lâm thiện lành hay là tà ác. Chuyến đi này, nếu đẹp nhất là nên tránh mặt cả hai người bọn họ, dây vào đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Sau 40 phút ngồi xe, bọn chúng tôi tới một con đường nhựa dài tích tắp. Hai bên không có đèn đường, cũng chẳng thấy ánh đèn nhà dân nào cả. Trời sao hiện rõ mồng một, đẹp vô cùng. Tay tài xế đàn em của Kiên Bối Cá quay ra phía sau nói: xuống ở đây nè, hướng này đi vô ít gặp kiểm lâm với chó canh lắm." Bọn tôi xuống xe, tôi mới để ý kỹ khung cảnh tuy có phần âm u,
nhưng bản thân của nó có một nét đẹp tương ứng. Dưới ánh trăng là một dải màu đen của rừng chạy mãi như vô tận. Chúng tôi cách nó một cái hàng rào kẽm gai cũ kỹ. Tay tài xế chào tạm biệt bọn tôi, không quên để lại số điện thoại, bảo tới bận về thì cứ gọi hắn tới đón. Tuy nhiên giọng điệu của hắn nghe cứ như hàm ý là nếu các người quay về được. Anh Hùng quay lên nhìn trời sao, định vị cái gì đó, rồi quay sang hỏi lại ông hai như để xác minh thêm một lần nữa. Hướng này nằm ở rìa phần tây nam của rừng U Minh Hạ, đúng chú hai? Đây chắc là con đường dẫn đi ăn ông hay đi. Ông hai nhìn anh Hùng gật gù, hỏi anh Hùng có từng đi ăn ông hay chưa. Anh lắc đầu, bảo rằng chỉ nghe kể từ những người bạn làm nghề đó mà thôi. Có Tú Linh dễ như chưa hiểu lắm, anh quay sang giải thích. Ăn ong là tên của những người hay đi săn mật ong trong rừng. Miền Tây nổi tiếng với ong mật ở hai chỗ là Tràm Chim ở Đồng Tháp và U Minh Hạ Cà Mau. Ở nơi này tràm nhiều, ong lấy mật từ hoa tràm, có mùi thơm vị đặc trưng, dưỡng chất rất cao. Nghề này cũng gian nan và truyền kỳ không kém săn lan là mấy. Đến mùa khô là mùa mật ngon nhất vì không bị lẫn nước mưa. Thợ ăn ong kéo vào rừng tìm, ông làm tổ luôn chọn địa thế treo leo hiểm trở, cho nên công việc này đòi hỏi độ gan dạ và khôn khéo. Thợ ăn ong có một cách để dụ ông làm tổ, gọi là gác kèo ong. Kèo ong là một thân gỗ tràm chừng 3 thước, vạt sạch vỏ đi, mắt nghiêng khéo léo, sau đó bôi một lớp sáp và mật ong để dụ ong tới. Khi thu hoạch tổ ong, dân ăn ong có lời thề là không lấy quá 2/3 cái ổ, luôn chừa lại những ong non. Dao cắt tổ ong không được dùng dao kim loại, sẽ khiến cho ong bỏ tổ mà đi hết. Thợ ăn ong dùng dao làm bằng tre, vát thật mỏng cho sắc. Tương tự như dân săn lan, phải biết được thổ nhưỡng, bí thuật, thì dân ăn ong muốn thành công cũng phải hiểu được bài bản về hướng nắng, gió, độ ẩm, độ mát và đặc tính của ong. Thợ ăn ong khi hành sự chỉ cần một cái búa, một cái đục và một ít bùi nhùi đốt tạo khối là xong. Cách làm hết sức chuyên nghiệp. Anh Hùng còn bảo xong chuyến này về có dịp tới thị trấn U Minh tìm thợ ăn ong để họ dẫn đi cho Tú Linh mở mang tầm mắt. Nghe bao nhiêu thứ đó, một lần nữa lại khiến cho tôi trầm trồ về quê hương của mình. Đúng là trước đây tôi có nghe về thợ ăn ong, nhưng không nghĩ lại kỳ công tới như vậy. Công nhận quá trình mở cõi khi xưa đã để lại những nghệ thuật vô cùng tinh tế, mà trong thời hiện đại này, nếu để mất nó đi sẽ là một tiếc nuối vô cùng to lớn. Ngay như mật ong U Minh giờ đây cũng bị làm giả tràn lan, nhắc tới mà không khỏi nhói lòng. Bọn tôi đứng tại chỗ, chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết, kiểm tra thiết bị, quần áo. Ông hai nhắc cả đoàn tới một đặc sản khác của U Minh Hạ, đó là mũi. Ngoài chỗ tôi đứng đây đã nghe do de liên tục rồi. Một khi bước vào bên trong, mũi vây kín cơ thể như có một lớp áo giáp màu đen. Bình thường ở rừng U Minh, tầm 2 giờ chiều thì cái giống quái vật hút máu tí hon đó đã trở mình hành động. Đến khuya như giờ này thì phải gọi bìa rừng đã biến thành lãnh địa riêng của bọn chúng. Tú Linh lấy trong túi ra một chai tinh dầu màu nâu đỏ, chiết xuất từ hoa bạch đàn. Qua nhiều lần chưng cất đặc chế của hàng trong thì trở thành một lớp khiên chống chọi lại mọi loại côn trùng. Ông hai bảo chiết cho mỗi người một ít, vì lát nữa có thể sẽ phải lội nước, sợ rằng tinh dầu dễ tan. Ngoài ra ông còn căn dặn, nước kinh trong rừng là nước phèn, rất độc với mắt người, tiếp xúc lâu là mù như chơi. Cho nên nhược bằng có chuyện bất đắc dĩ, bất trắc lắm mới phải lặn xuống nước. Cả nhóm hãy nối đuôi nhau, người sau bám chặt eo người trước. Ông hai sẽ lãnh trách nhiệm bơi dẫn đầu đưa mọi người đi qua. Công tác tư tưởng và chuẩn bị đã sẵn sàng. Bọn tôi theo chân ông hai vượt qua lớp rào kẽm gai, sấn bước tiến vào trong khu rừng âm u đang chìm vào trong bóng đêm.
Ông Hai dẫn đầu, rồi đến Tú Linh, tôi, Sinh và anh Hùng thì chốt phía sau. Bọn tôi sử dụng một loại đèn ánh mờ vì sợ sẽ để lộ vị trí ra. Dù gì chuyến đi này ngoài bách thú trong U Minh, hai kẻ giữ rừng thì còn có những tay mafia từ Tam Giác Vàng. Lục Lâm chắc chưa có hộ pháp hay chú phù gì để chống lại những viên đạn cỡ 5.45 nhân 39 ly. Để chắc ăn, chỉ có Hai Tình và anh Hùng đeo hai cái đèn mờ loại như vậy để định hình hướng đi thôi. Đầu rừng, cây còn mọc khá thưa, cỏ dại cao quá gối. Bên dưới là hỗn hợp bùn nhão sền sệt, kẻ vang lên những tiếng chẹp chẹp sau mỗi bước chân. Thỉnh thoảng có tiếng con gì đó trẻ cỏ chạy trốn vào không gian, làm có thêm chút sức sống. Đi chừng hơn 100 thước, cảnh vật xung quanh trở nên đen đặc. Ánh trăng không còn chiếu xuống được tới dưới này được nữa. Đèn mờ trong không gian này chỉ chiếu được một vùng chừng 4-5 mét vuông. Khu này là ngoài đầu rừng, thường được nhà nước giao cho một số hộ dân trồng rừng để khai thác. Những người chủ này thường nuôi rất nhiều chó săn cũng như đào bẫy để bắt heo rừng vô phá. Bọn tôi đi sau Hai Tình không dám lơ là nửa bước. Nếu không có ông ấy, chắc cũng phải mất tới 2-3 tiếng mới băng qua được chừng 3 cây số rừng này. Bẫy đặt rất nhiều, những hố trong, cọc nhọn còn dính máu đỏ ối từ những con thú xấu số nào đó. Hai Tình nói nơi này ngoài bẫy ra thì còn có cả rắn chết, vật độc rất nhiều. Thợ săn ông thường đi vào cùng đường lúc nãy tôi đi, nhưng họ sẽ rẽ sang một hướng khác chứ không tiến vào đến bên trong này. Qua bìa rừng, có lẽ diện tích phần này đâu đó tầm 50 hecta. Bọn tôi đi thẳng cho nên quãng đường chỉ khoảng 4-5 cây số là cùng. Nhưng cảm giác mệt mỏi đã xuất hiện. Đường đi gặp ghềnh khó khăn, cỏ cản bước chân, mũi cứ vo ve, mặc dù không chích nhưng lại gây khó chịu vô cùng. Khi những cái bẫy trập thưa dần rồi không xuất hiện nữa, Hai Tình đã nói gần tới rừng 10 vạn chân rồi. Theo ánh đèn chập chờn anh Hùng sôi lên, tôi kinh hãi khi nhìn những tán cỏ xung quanh mình toàn vắt là vắt. Thậm chí trên gốc tràm còn có những con đĩa to bằng nửa tay. Nối không hải thì lại thành nối xạo. Nhớ lại hồi nhỏ, khi xem phim Đất rừng phương Nam, tôi liên tục trầm trồ về những cảnh băng rừng của người xưa. Ai ngờ khi đi trong U Minh Hạ lúc khuya như thế này lại làm cho cảm giác xưa sống dậy, nhưng bằng một cách trực quan hơn rất nhiều. Không chắc lắm về cảm xúc này, vì xung quanh tôi tối thui, có nhìn thấy được cái gì đâu. Chỉ thấy âm u và băng giá. Đôi khi là sự sợ hãi phà vào mặt lạnh ngắt. Chính cảm giác đó khiến cho tôi ngỡ ngàng trước thiên nhiên hùng vĩ và thâm trầm. Đúng là Thất Sơn cùng với Kiên Lương đem đến cho tôi không ít hải hùng kinh ngạc, nhưng ở U Minh Hạ này thì lại rất khác. Tôi tự hỏi rằng cụ Đoàn Giỏi ngày xưa đã trải nghiệm vùng đất này đến như thế nào nữa. Bước chân tôi đang đi liệu có trùng lên bước chân cụ đi ngày xưa hay không? Đúng là đâu cần phải đi thật xa, qua nước này nước khác, ngay cả những bến quê trong chính quê hương của mình thôi. Tôi tin là nếu chúng ta trải nghiệm với một hành trình khác biệt thì sẽ thấy nó rất đẹp và hùng vĩ, đẹp đến nao lòng. Cũng có không ít những nơi là danh lam thắng cảnh, khi được check-in đẹp lung linh trên mạng xã hội, lũ lượt khách ghé về để rác lại và đem vẻ đẹp của nó đi mất. Tôi không muốn U Minh Hạ lại trở thành như vậy. Nhưng có lẽ sự lo lắng của tôi sẽ không xảy ra, vì chẳng ai muốn check-in với cả ngàn con vắt dưới chân của mình hết. Tôi hỏi ông Hai: "Chú Hai à, U Minh Hạ bây giờ còn xấu không? Có giống như chuyện bắt sấu rừng U Minh Hạ không chú?" Ông Hai vẫn bước đi, vừa nói: "Sấu sống vùng này không có hợp. Nếu muốn tìm sấu lớn thì ở Trà Sư đó, chứ ở đây thì chết gần hết rồi. Con nào còn sống cũng không có lớn nổi." Thằng Sinh từ nãy tới giờ đã uống tới chai gò đen thứ hai. Nó hỏi với lên: "Ở trong này đáng lẽ phải nhiều miểu biết hát lắm chứ hả chú Hai? Sao nãy giờ con không có cảm nhận được gì hết rồi?" "Miểu biết hát? Trong này chỉ có miểu cầm thôi." Sinh suýt chút nữa thì sặc rượu. Nó hỏi:
Miếu Câm hả? Miếu Câm là thể loại gì vậy? Thấy ông hai im lặng không đáp, anh Hùng trả lời ngắn gọn. Là cái loại miểu không có hù mày. Khi nó xuất hiện thì chỉ có một ham muốn, là ăn thịt mày sạch sẽ đó. Dân đập miểu mà không biết cái này sao? Thật ra anh Hùng trả lời cho có thôi. Anh cũng không biết ông hai Tình khi nói miểu câm là hàm chứa ý nghĩa gì. Tôi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, vì trước mặt lúc này có rất nhiều cây gai, dây leo chằng chịt, phải phạt đường để mà đi. Bỗng nhiên, từ đầu trên cao rớt xuống một con rắn lục đuôi đỏ, to bằng ba ngón tay. Tội nghiệp con vật xấu số rơi trúng tú linh. Nó còn chưa kịp ý thức được về cuộc đời thì chục cây kim sắp găm chặt vào đầu. Cả kêu lên cũng chưa thành tiếng thì đã phải chết rồi. Thú thật lúc con rắn rơi xuống, cả đoạn ai cũng bất ngờ. Tú linh có kêu lên hốt hoảng một tiếng. Với một người cá tính mạnh mẽ như cô, điều đó không khác gì sự sỉ nhục. Giận quá nên Tú Linh ném mạnh con rắn qua một bên. Đáng lẽ nơi nghe tiếng bịch của âm thanh con bò sát xấu số rơi xuống đám cỏ thì lại nghe một tiếng bụp, kéo theo là những tiếng xèo xèo ghê tai. Không hiểu sao cả đoàn đang đi bình thường, nghe thấy âm thanh kỳ quái đó thì bỗng dưng đứng lại, không ai đối với ai câu gì. Tôi lắng tai nghe lại một lần nữa, thì ra đó là tiếng đập cánh. Có cả trăm ngàn thứ gì đó đang khuấy động cánh rừng bên trái kia. Sát khí nó tỏa ra tràn ngập trong không khí. Tôi khai nhãn cho Thiên Hổ. Từ lúc ở bìa rừng không dám dùng nhiều vì sợ tốn sức. Nhưng sự tò mò lúc này làm cho tôi không kiềm nén nổi, đưa mắt nhìn qua bên âm thanh như bão tố kia. Một vùng không gian đen lại bởi cả trăm ngàn, không, là cả triệu con ong. Loài này tôi không biết, to như ngón tay cái, thân màu đen, vằn đỏ, mắt màu xanh lá ánh lên trong đêm đen. Tôi mấp máy miệng. Có ong. Tức thì hai Tình kêu lên. Ong lưỡi cưa, nhanh lên, chạy theo qua, chết không toàn thấy bây giờ. Anh Hùng và Sinh có lẽ vẫn nhớ như in cái cảnh bị ong rượt ở Tà Bạ năm xưa. Nhưng họ cũng hiểu ra, so với loại ong lưỡi cưa ở U Minh Hạ này, ong Tà Bạ chỉ như những đứa trẻ mẫu giáo vô hại. Lúc nãy mặc dù đã được thoa tinh dầu chống côn trùng của Tú Linh đưa cho, nhưng nó không hiệu nghiệm với loại ong. Ong vô cùng hiếu chiến, tuyệt nhiên không có chuyện vì dăm ba cái mùi tinh dầu mà ngần ngại hy sinh. Chỉ có khi kẻ thù bị tiêu diệt thì chúng mới ngưng thôi. Cả đám không ai bảo ai, học tốc chạy về phía trước, cố gắng giữ đội hình. Hai Tình bảo sắp đến kinh nước phèn rồi, nhớ kỹ lời ông dặn khi nãy. Tôi khẽ quay ra sau, cả khu rừng đen ngòm bây giờ lốm đốm những ánh bạc do cánh ong phát ra, tựa như một trận cuồng phong chết người đang lao tới. Tốc độ rất nhanh, chỉ còn cách vài thước thôi. Do đang quay đầu ra phía sau, chân đang chạy ngon trớn, thì bỗng dưng tôi bị hụt chân, mất đà, lọt tổm xuống một cái con kênh nước khá sâu. Nước tràn vào trong miệng một ít đã thấy khó chịu vô cùng. May là vẫn nhớ tới lời ông hai, tôi nhắm chặt mắt lại. Tuy nhiên xung quanh tôi chỉ có làn nước phèn lạnh lẽo. Tôi không biết những người còn lại đang ở đâu. Trong cơn hoảng loạn, tôi vẫn không quên lời dặn mà nhắm chặt mắt, tay chân quơ vào loạn cả lên, hy vọng tóm được một ai đó. Dòng nước lạnh như băng, bên trên có thể cảm nhận được lũ ong vẫn lao như điên dại, bất chấp mặt nước đâm đầu xuống. Chỉ một chốc sau, khi đã quen với dòng nước, tôi cảm giác thân thể của mình bắt đầu nhẹ ra, cảm giác như Thiên Hổ đã ở bên. Tôi thử hé mắt, nếu không ổn thì nhắm lại ngay. Nghĩ là làm, và quả nhiên nước không làm rác. Cũng may tôi có Thiên Hổ, chứ người bình thường thì chắc ngôi lên rồi, gấp mắt vứt đi là cái chắc. Phía trên đầu đàn ông như một trận cuồng phong vũ bão, xuyên qua làn nước nghe xoèn xoẹt, tựa như một tràng đạn từ súng đại liên. Những viên đạn ông bắn xuống nước đến khoảng nửa mét thì dừng lại. Chúng nổi lên từ từ, ngọ ngoậy rồi chết dần đi.
Đang quan sát lũ ong thì phía trước có một bàn tay chắc chắn nắm lấy cổ áo của tôi giật mạnh. Là anh Hùng. Anh kéo tôi tới chỗ hai tịnh. Ông ra hiệu cho bọn tôi nối đuôi nhau bám chắc vào ông. Hai tịnh bắt đầu bơi như một con mãnh ngư, băng qua làn nước kinh đen ngòm, phía sau kéo thêm bốn người bọn tôi nữa. Ấy vậy mà trong ông ta cử động hết sức nhẹ nhàng, uyển chuyển vô cùng. Ông hai vừa bơi vừa né tránh các gốc tràm và đủ thứ dị hộm đang chắn đường. Mặt nước bị xé ra bởi những loạt đạn vô hồi tận ở bên trên. Bây giờ thì trồi lên, chắc chỉ cần mấy giây thôi đã trở thành một bộ xương trắng ngay rồi. Bằng sức mạnh của thiên hổ, tôi nhìn xung quanh thì thấy hàng hà sa số vắt đĩa và những con vật thon dài màu đen đỏ có đủ cả. Mười phần thì chắc mười phần là bọn nó chẳng có hiền lành gì cho cam. Nhưng ngộ một chỗ, bọn chúng mặc dù bơi sát bên bọn tôi, nhưng dường như hai bên bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, khiến cho chúng chẳng thể tấn công được, đành ngậm ngùi mà bơi vòng xung quanh. Lát sau tôi giận hết hơi, cảm thấy không thể chịu được thêm nữa. Vừa canh tiếng bọn ong bên trên thưa dần, là đành bỏ đoạn, ngồi lên mặt nước, hít lấy hít để thứ không khí nồng nặc mùi ẩm và mục rửa đặc trưng của rừng U Minh. Nhìn sang bờ hồi nãy thì thấy ông hai đã dẫn bọn tôi lặn qua đoạn kinh chừng 30 mét. Những thân tràm mọc ken đặc khắp nơi. Tôi thầm khâm phục khả năng bơi lặn của ông hai trong kinh nước phèn như thế này, mà còn phải né hết đống tràm đó nữa. Ấy vậy mà thân thủ linh hoạt vô cùng. Bọn ong lưỡi cưa đang cách chúng tôi chừng chục mét đang bay ngược trở lại, giống như phía bên này có thứ gì đó rất đáng sợ trong mắt của bọn chúng. Tôi nghĩ thầm trong đầu, loại súng đạn như bọn ong lưỡi cưa đó mà còn biết sợ con gì hay sao? Vậy con vật làm cho bọn ong bỏ chạy kia phải hung thần tới mức độ nào nữa đây? Đang định tiếp tục lặn trượt đuổi theo mọi người thì phát hiện ra họ cũng đã trồi lên từ lúc nào. Ai cũng thở hổn hển. Ông hai trầm tĩnh lấy trong người ra một gói thuốc đã được để ở trong một cái túi zip. Ba người kia cũng vậy. Trước chuyến đi này, ai cũng chuẩn bị sẵn tình huống phải lội nước, nên đem theo rất nhiều túi chống nước để đựng điện thoại, hộp quẹt, thuốc dầu. Vào chốn này mà không có tí khói thì chán là phải biết. Ông hai châm lên một điếu rồi nói: Tới đoạn đầu rừng mười dặm chân rồi đó. Tôi quay ra sau, trước mắt chỉ thấy vô số những cái thân cây to tới mấy người ôm. Ngước mắt nhìn lên cao chỉ là một màu đen đặc, không tài nào thấy được phần ngọn cây. Nói vậy, những cái trạm keo cột đình này phải dễ cao tới 70-80 mét hoặc là hơn. Thứ đặc trưng nhất của rừng này là chân tràm thì lại chưa thấy. Nó không nằm ở những cây sát bên bọn tôi, mà theo ánh nhìn của thiên hổ, tôi thấy còn phải đi một đoạn nữa mới tới những cây tràm mọc chân quái dị đó. Ở ngoài này rễ phụ chưa to lắm, chúng chỉ như một con rắn hiền lành vô hại, miệng cắn vào thân, còn đuôi cắm sâu vào lớp bùn bên dưới. Da của nó sần sùi và có lớp gai mỏng, nhỏ nhưng cứng vô cùng. Cũng may là giày tôi đang mang có lớp đế cứng, nếu không thì cả chục lớp da cũng không đủ để lột bỏ đi. Lúc này tôi mới để ý, chỗ chúng tôi đứng nãy giờ là một cây tràm keo như vậy. Thân nó bị thứ gì đó đâm mạnh đến tét cả ra, gãy đổ nằm chắn ngang lối vào rừng. Tôi nhìn vết gãy thì có lẽ đã lâu lắm rồi. Trong lòng không khỏi kinh hãi với một thứ có thể gây nên cú đâm mà làm gãy cả một cây tràm khổng lồ như vậy. Ông hai bảo chúng tôi kiểm tra lẫn nhau xem có bị vắt đĩa đeo bám hay không, đồ đạc có rơi rớt hay hư hỏng cái gì hay không. Rồi ông nhắc lại một lần nữa, trước mặt chúng tôi bây giờ là khu rừng của tử thần. Bất kỳ một thứ gì trong đó đều có khả năng lấy mạng của cả bọn đi. Bước đi nhất nhất đều phải làm theo mọi chỉ dẫn của ông, tuyệt đối không được khinh suất, tránh ảnh hưởng an nguy của cả đội. Bỗng nhiên lúc này, nằm ngoài suy nghĩ của tất cả, từ phía sâu tít bên trong cảnh rừng âm u,
Một tiếng gầm vang lên hết sức dữ dội và đầy uy dũng. Nó không phải là tiếng gầm của cọp beo. Tôi không thể đoán được đó là do loại quái vật gì gây ra. Nhìn sang anh Hùng, Sinh hay Tú Linh cũng vậy, ai cũng ngơ ngác. Chỉ có ông Hai khẽ trút hơi thở dài. Bọn tôi có hỏi, nhưng ông Hai không trả lời đó là con gì. Ông nói với bọn tôi cứ cầu nguyện để đừng gặp phải thứ quái vật đó là được. Tôi lại nhìn vào cây tràm nằm rạp dưới chân và vết gãy kinh hoàng kia, thì bất giác ngập tràn trong một nỗi sợ vô hình. Ông Hai lên tiếng bảo cả đoàn tiến về phía trước. Hai ánh đèn mờ lại được mở lên. Chúng tôi bước đi trên những cây tràm đổ ngã khác nhau. Những cây này nhỏ hơn nhiều, chúng bắt chéo lên nhau, trông như gậy đổ cho giông bão, hoặc là già nên mục nát thôi. Chúng chồng nhiều lớp như những chiếc cầu tự nhiên. Bước chân cũng chậm chạp vì cây bám nhiều rong rêu, trơn tuột khó đi vô cùng. Xung quanh ngoài tiếng con dì kêu rít lên từng hồi thì có tiếng uỳnh uỵch, tiếng bị bõm khá nhỏ, phải chú ý lắm mới nghe được. Ông Hai nói đó là âm thanh của bọn trạm, lát nữa chúng tôi sẽ được thấy tận mắt. Xin hỏi con dì rít lên mà nghe dị ứng quá thể. Đột nhiên ông Hai như sực nhớ ra thứ gì đó, liền bảo chúng tôi lấy tinh dầu bạch đàn ra xoa lên mình. Qua giọng nói gấp gáp nghiêm trọng của ông, tôi tin là ai cũng biết được mức độ nguy hiểm của lần này. Tôi chẳng còn thời gian để chấm dầu lên lòng bàn tay, mà cứ thế đổ trực tiếp lên một số vùng da cổ, da cánh tay, đầu gối, rồi xoa đều. Dầu nóng bỗng trát da, nhưng không dám kêu lên, chỉ cố gắng làm cho thật nhanh. Những tiếng rít lúc nãy như dồn dập bao quanh, đoán chừng không dưới 20-30 con vật gì đó. Chúng chia làm 3 lớp, dần dần khép chặt bọn tôi vào góc. Tôi gọi Thiên Hổ, tuy nhiên không thấy được gì ngoài những cây tràm mọc khổng lồ chọc thẳng lên trời. Có lẽ bọn chúng nấp ở đằng sau, hay là đang bò ở phía trên. Giật thoát mình bởi suy nghĩ ấy, thế là tôi vội lia mắt vào những nhánh tràm đang dang rộng che kín bên trên, thì suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng. Cũng may nhờ kinh qua không ít hiểm nguy ở nơi kỳ động kiên lưng, nên nhất thời không mất đi tự chủ. Trên cao, cách bọn tôi chừng 8-9 thước thôi, những cái đầu ngựa màu đen sọc trắng đang nhìn chằm chằm vào cả đám. Đôi mắt chúng long lên sòng sọc, gân máu đỏ vằn vện, dữ tợn vô cùng. Nhìn là biết đám ấy hẳn đang thèm thịt người dưới này lắm. Hai tịnh kêu lên, nhanh, chạy theo qua, lửng mặt ngựa, đám này không có đùa được đâu. Con lửng thì có lúc đi sợ thú tôi đã thấy qua. Nó to lắm cũng chỉ cỡ con chó bẹt trê dừa là cùng. Đằng này với cái đầu trông giống như đầu ngựa như thế kia, bọn này ắt hẳn phải to xem một con bò. Trong tự nhiên, lửng là loài rất là trẻ trâu. Chúng nghênh ngang không sợ con gì khác, kể cả sư tử, hổ báo. Chúng có lớp da dày, móng vuốt sắc nhọn, trắng độc có cắn thì chúng chỉ cần ngủ một giấc là hết thôi. Ấy là loại lửng mà tôi từng biết trên TV. U Minh có lửng, tôi cũng không bất ngờ. Nhưng mà cái loại lửng quái quỷ, thân lửng mặt ngựa, không thể không làm cho tôi có một cảm giác sợ hãi. Anh Hùng quay sang hỏi ông Hai, bây giờ nên xử trí như thế nào? Ông Hai bình tĩnh đáp, mắt vẫn không rời khỏi những tán tràm bên trên. Ông bảo bọn này khứu giác nhạy bén cực kỳ, dùng tinh dầu bạch đàn để làm cho chúng mất tập trung giây lát. Cứ men theo cây đổ dưới này mà chạy theo ông, tuyệt đối đừng bị bọn chúng khiêu khích mà đánh trả. Khi đó nghe được mùi máu, cả bọn nhất loạt xông lên thì có chạy đằng trời. Lẫn mặt ngựa sống trên các tán cây tràm keo cột đình, hoạt động chủ yếu về đêm. Bọn này ngoài lớp da cứng chắc, móng vuốt sắc nhọn, nanh như nanh hổ ra, thì còn có chiếc lưỡi độc nhất vô nhị. Lúc nãy không phải vô duyên vô cớ mà bọn ông thối lui,
mặc dù trời sinh chúng đã là những chiến binh cảm tử rồi. Lớn mặt ngựa là thiên địch tự nhiên của loài ong lưỡi cưa, căn nguyên cũng từ cái lưỡi khoái dị đó. Lưỡi của một con lớn mặt ngựa trưởng thành, nếu bung ra hết cỡ, có thể to bằng một cái mền lớn. Bình thường nhờ vào những sợi cơ đặc biệt, chúng thu gọn lưỡi lại thành một cái hình nón, và chỉ khi săn ong thì chúng mới vươn lưỡi ra hết cỡ. Lưỡi của loài lửng mặt ngựa có những bó cơ chạy dọc, lại có những bó cơ nhỏ hơn để liên kết. Khi săn ong thì như một tấm lưới thịt bổ ra, quăng chài một phát là ăn được rất nhiều ong. Với quân số của đàn lửng đang bao vây lấy bọn tôi, bọn ong khi nãy chắc trụ được chưa tới 10 phút thì đã nằm gọn trong bao tử của bọn quái thú kia rồi. Ông hai còn kể thêm, thấy bọn chúng to xác như vậy nhưng thân thủ lại hết sức nhanh nhẹn và lại lì đòn, tuyệt đối không nên dây dưa vô. Ông hai có đôi chân thoăn thoắt lanh lẹ, đi như lướt trên đám thân tràm đổ ngổn ngang, tựa như đi trên đất bằng. Ngay cả anh hùng cũng phải gặp chút khó khăn. Tôi thì may có thằng Sinh đỡ mấy bận, không thì cũng lọt tổm xuống dưới làn nước kinh đen ngòm sặc mùi phèn kia. Thỉnh thoảng tôi có đưa mắt nhìn xuống nước, chỉ thấy con gì đó to như con trăng lướt đi rất nhanh. Ánh mắt sáng lên một màu lam chết chóc, càng làm tôi phải tập trung hơn vào bước đi của mình. Di chuyển cũng khá lâu, trầy trật lên xuống chừng hơn nửa giờ sau, chúng tôi đã bỏ bọn lửng ở phía sau lưng. Chúng tôi liên tục thoa tinh dầu vì sợ mùi không đủ nồng, và có vẻ như thoa hơi lố, da tôi nóng như lửa đốt, đau rát vô cùng. Tôi liền thắc mắc: "Chú Hai à, chú là Thái Diệu, khu này không lẽ chú không có con bồ câu nào sao?" Ông Hai trầm ngâm nói: "Bồ câu đâu phải muốn có là có. Ở cái khu rừng này không thả diệu nào mà nuôi bồ câu được hết. Hai người giữ rừng mà qua kể đều xử đẹp hết rồi. Nếu vượt qua đoạn này được, để xem bạn qua có giúp được hay không." Các đoàn đang di chuyển thì càng ngày những tiếng uỳnh uỵch bị bỡm càng lớn hơn. Cây rừng cũng cao hơn, to hơn nữa. Đám rễ phụ quái dị kia cũng có kích thước gấp 4-5 lần những cái ở ngoài kia. Đột nhiên ông Hai nói: "Tới rồi, rừng 10 dạng chân." Ông Hai quay sang bảo anh hùng: "Tới đây rồi thì tốt nhất nên đốt lửa lên." Xin vội làm 3 cây đuốc, ông Hai một cây, anh hùng một cây và nó một cây. Qua ánh lửa bập bùng, khu rừng âm u đã hiện rõ vẻ uy nghiêm sừng sững của nó. Khoảng cách của những cây tràm với nhau tầm 15 mét. Trong bọn tôi với đám cổ thụ đó, giống như so đốm lửa từ ánh đuốc bọn tôi cầm với một vụ nổ cây xăng, đại khái nó như vậy. Đang bị thu hút bởi lũ quái vật của tự nhiên này, thì tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Vội nhìn sang bên phải, thấp thoáng đằng xa, có 3-4 khuôn mặt trẻ con không có mắt, làn da trắng tái không chút sức sống. Dĩ nhiên tôi biết đó là Miểu Biết Hát, định kêu mọi người nhìn xem, thì những khuôn mặt đó như lùi ra sau, chìm dần vào trong bóng đêm dày đặc. Tôi nói cho mọi người biết về điều mình vừa thấy, và quả nhiên anh hùng, Tú Linh và Sinh không có cảm giác gì cả. Chỉ có ông Hai Tịnh nói: "Miểu cầm đó, người ta bảo rằng lối rừng U Minh tồn tại những linh hồn u uất, cả ngàn năm không thoát ra ngoài được. Chúng thoát ẩn thoát hiện, nhưng mà chưa có ghi chép gì về chuyện chạm trán với chúng hết." Nghe Hai Tình nói vậy, tôi cũng thôi không để ý đến những khuôn mặt kỳ quái kia nữa. Giả thuyết về một cái mộ cổ bên dưới U Minh của Hai Tình, tôi cho rằng là có cơ sở. Các đoàn chậm chậm tiến vào địa phận chính của rừng 10 dạng chân. Trước mắt tôi là khung cảnh mà không biết dùng từ gì để diễn tả. Khi bạn sống 20 mấy năm trên đời, lần đầu được nhìn thấy những cây tràm to như cột trời, chậm chậm nhất từng nhánh rễ phụ di chuyển qua lại. Mỗi lần như vậy lại vọng lên những tiếng uỳnh uỳnh kèm theo nước bị động, tạo thành những gợn sóng không hề nhỏ, vang dậy cả một không gian. Cảm giác này giống như đang đứng trong một công trường khổng lồ, có những cái máy ép cọc,
đang đóng vào đất liên hồi vậy đó. Đứng gần mới thấy những cái rễ phụ này trông như một cái ống bằng cao su có lớp vỏ xù xì. Phần rễ cắm vào cây tràm lại có những sợi to như cánh tay người lớn cắm sâu vào thân cây. Tôi đoán chừng những sợi đó chính là rễ phụ của đám rễ phụ. Phần chìm trong nước cứ độ vài phút thì vươn lên, cao dễ đến chục mét, rồi sau đó lao về một hướng, lại tiếp tục cắm cái đỉnh nhọn quắc vào sâu trong lớp than bùn. Đám rễ này hoạt động như xúc tu của bạch tuộc, ăn ý nhịp nhàng, cái vươn ra cái co lại. Sau đó thì nhấc bổng cả cây tràm keo cột đình này lên một cách rất nhẹ nhàng, đưa nó tới một vị trí mới. Cả câu rừng mười dạng chân trông cũng khá giống với một rừng bạch tuộc đang di chuyển một cách vô định, tuy chậm nhưng nhìn thấy rõ. Hai tình bỗng dưng đứng lại, thấy bọn tôi ngây người ra trước cảnh tượng hoành tráng này thì cất tiếng nói. Thấy nó chậm vậy nhưng mà chớ tới gần, đám rễ phụ đó rất là nhanh, qua hay gọi nó là sâu lông đó. Sinh thắc mắc. Ơi, sâu lông sao không phải là con gì khác vậy chú Hai? Ông Hai nói bằng cái giọng đầy nghiêm túc. Nè, thấy lớp vỏ xù xì đó không? Nó giống như là lớp vỏ cảm xạ, nếu phát hiện ra có thứ gì đó ăn được, những kẻ hở liền nứt ra. Bên trong còn vô số những sợi dây to và chắc như dây thần chảo vậy đó. Trong giây lát đã trói chặt con mồi rồi xé xác, sau đó rút trở vào trong lớp vỏ, đem theo cả xác thịt của con mồi xấu số đó. Bọn tôi cẩn trọng bước đi. Vào đến khu vực này, các cây nhỏ thì không còn nữa, nước khá nồng đến gần đầu gối. Bên dưới là lớp bùn lắng từ đám lá cây, có cả những thứ mềm mềm trơn tuột. Ông Hai bảo là đám rễ phụ bị chết đi. Đến mùa khô có độ dài khoảng 6 tháng, nước trong cả khu rừng mất đi, mặt đất khô nước nẻ. Trong này thì đáy bùn hơi mềm. Mùa khô thì đám tràm ngưng di chuyển hoặc là di chuyển một cách rất chậm. Bọn tôi dùng xà cạp quấn chặt quần từ đầu gối trở xuống để phòng vắt và đĩa chui vô. Sau đó theo chân ông Hai, di chuyển không thể nhanh được. Mỗi khi đạp xuống lớp bùn, chúng lại thoát lên chướng khí tanh hôi nồng nặc, khó chịu vô cùng. Nếu không chứng kiến tận mắt thì đúng là tôi không bao giờ tin là có ngày mình sẽ phải nhích từng bước dưới những cây tràm khổng lồ này. Mặc dù nhìn tổng quan, tràm mọc dày đặc, cộng thêm đám rễ phụ chằng chịt khắp nơi, nhưng vì kích cỡ của bọn nó quá to lớn, cho nên không gian cho bọn tôi di chuyển dưới này cũng không tới nỗi chật hẹp khó khăn. Chỉ mới đi được một đoạn ngắn, chúng tôi nghe tích phía trên cao những tiếng con gì đó di chuyển qua lại, kèm theo tiếng gầm gừ có phần dữ tợn. Cảm thấy như có chuyện sắp đến, anh Hùng và Sinh lập tức thủ thế, sẵn sàng đối đầu với bọn quái thú. Giống dĩ quá sức tưởng tượng với người thường, nhưng chúng lại đầy rẫy trong rừng U Minh Hạ này. Ông Hai khoát tay ngăn lại. Ông nói: "Ờ không, chậm thôi. Đây là bạn cũ đó." Tôi đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác. Thật tình thì trong không khí đặc sệt âm u tịch ở nơi rừng già, loài gì cũng có thể nhai đầu người bất cứ lúc nào. Vậy mà lần này ông lại bảo có thứ bạn được, kể cũng lạ. Khi tiếng di chuyển trên cao ngưng lại, tôi và mọi người đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy cách chúng tôi chừng 30 mét, trên các tán cây tràm keo có những cặp mắt màu đỏ nhìn xuống. Tiếng gầm gừ đã không còn. Ông Hai bước lên trước, đưa tay lên miệng rồi giả tiếng con thú gì đó, nửa nghe giống như dượng, nửa nghe giống như gà trống gáy, khi trầm khi bổng âm vang khắp nơi. Khoảng một phút sau, trên ngọn cây, một cái bóng đen rất to, cao đến chừng 3 mét, nhảy phóc xuống phía trước bọn tôi. Nó đạp vào những thân cây tràm rồi di chuyển để né tránh đám sâu lông, tiếp đất một cách rất nhẹ nhàng. Anh Hùng và Sinh cũng hiểu chuyện, không dám soi đuốc thẳng vào mặt con quái thú. Chỉ có ông Hai chậm rãi bước lên trước, một tay cầm đuốc, một tay đưa ra phía trước như bày tỏ thiện ý,
Đốm lửa trên cây đuốc thực ra cũng không lớn và sáng lắm đâu, nhưng trong không gian tối đặc như thế này, khi đã quen dần với màn đêm thì chỉ một ánh lửa quẹt ra thôi cũng đã đủ để nhìn rồi. Chúng tôi nhìn vào con sinh vật to lù lù ở đằng kia. Do có chuẩn bị tâm lý trước, cộng thêm nghe ông hai giới thiệu là bạn cũ nên không mấy kinh hãi lắm. Nó là một con dượng lông trắng, dân đi rừng hay gọi là dượng tai gấu. Là loài linh trưởng duy nhất có bàn tay to vượt trội, móng phát triển cứng chắc như vuốt. Tôi nhìn mà không dám tưởng tượng tới chuyện ăn trọn một cái tát của nó, đứt nửa người chứ chẳng có chơi. Con vật khổng lồ kia tiến tới gần ông hai, ra vẻ khá cảnh giác. Ông cắn đứt đầu ngón tay, lấy máu xoa đều ra, rồi đưa lại gần nó, có lẽ để cảm nhận mùi. Khuôn mặt con vượn tay gấu giãn ra giận, không còn căng thẳng đầy sát khí nữa. Ánh mắt của nó lóe lên một niềm vui khi gặp lại người quen hay sao đó. Chỉ thấy tay nó đưa lên, chạm nhẹ vào người ông hai. Ông hai lại giả tiếng động vật như khi nãy, tay vung lên cao, chỉ cái gì đó về phía trên ngọn trạm. Con vượn tay gấu khẹt khẹt vài tiếng, rồi vươn người đứng thẳng dậy, dùng tay đập ngực như kiểu kinh công, vô cùng dũng mãnh, ngạo khí dâng cao. Đột nhiên cả khu rừng vang dậy những tiếng đập thình thịch. Đồng bọn của nó trên kia đáp lại lời bằng những tiếng kêu tương tự, rồi phóng hết xuống bên dưới. Con vượn tay gấu bạn ông hai tịnh có lẽ là con đầu đàn to nhất. Khi nó chống tay về trước đã cao gần 3 mét, các con khác chỉ cao tầm 2 mét là cùng. Ông quay ra sau nói với bọn tôi: "Qua nói rừng này không có bồ câu, đây là người bạn cũ. Ngày xưa bà già của qua có giúp nhà nó nên nó chịu ơn. Nay qua nhờ nó đưa mình đến bên kia rừng." Nói đoạn, ông bảo chúng tôi leo lên lưng các con vượn khác, bắt đầu liện ngang mặt hộ. Đây tuy không phải là bồ câu của ông hai nuôi, nhưng lũ vượn tai gấu này lại sống có nghĩa có tịnh, biết trước biết sau. Cho nên dù chúng biết những người chủ nhân thực sự của rừng này là ai, một khi cố nhân đã mở lời xin trợ giúp, chúng vẫn nhiệt tình giúp đỡ. Và cưỡi vượn tai gấu có lẽ là một trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên được. Tôi leo lên lưng của một con vượn to gấp đôi tôi. Tấm lưng của nó khá bằng phẳng, tay tôi vịn chắc vào cổ của nó. Khi mọi người đều chuẩn bị xong, ông hai leo lên con đầu đàn rồi ra lệnh xuất phát. Rừng mười vạn chân lại âm vang những tiếng kêu. Những con vượn dũng mãnh thoăng thoắt leo lên cây trạm keo, loáng cái đã đến nửa thân cây, rồi sau đó truyền từ cành này qua cành khác. Thùi chỉ biết thốt lên: "Quá đã." Một lát sau thì cảm giác này vơi hẳn đi. Vì di chuyển như vậy tuy oách thật nhưng lại rất buồn nôn. Vượn tay gấu di chuyển trên cây như con người dạo chơi trong vườn, thuận tiện và dễ dàng vô cùng, tốc độ cũng không phải thấp. Cứ tưởng mọi thứ êm xuôi trót lọt qua đến đầu rừng bên kia, thì bỗng nhiên lúc này từ phía xa vọng lại một thứ âm thanh đáng sợ bọn tôi nghe lúc chạy khỏi bầy ong. Là cái tiếng gầm kinh khủng, hoặc là tôi đang nghe một dàn loa có công suất cực lớn, hoặc là cả ngàn con trâu con bò cùng trống lên một lúc mới có được thứ âm thanh đầy hải hùng như vậy. Bọn vượn tay gấu có vẻ sợ thứ âm thanh đó một phép, chúng nhốn nháo cả lên, kêu khẹt khẹt ra vẻ hoảng loạn lắm. Con đầu đàn trao đổi cái gì đó với ông hai, rồi quay ra sau hét vào đám vượn kia, làm cho bọn chúng bình tĩnh rồi tiếp tục di chuyển, tốc độ nhanh hơn nữa, gấp gáp vô cùng. Không gian như sụp đổ, đất trời trung chuyển bằng một tiếng ầm vang dậy khắp nơi. Âm thanh như hòa quyện vào nhau, tiếng răng rắc của cây gãy, tiếng trầm trầm như trăm vạn hùng binh thiết kỵ băng qua đồng cỏ. Phía trước, một cây tràm keo rất to bị gãy, đổ sập về hướng chúng tôi. Đám tràm, nếu so kích cỡ lẫn nhau, thì chúng trồng như một san sát. Một cây đổ ngang ảnh hưởng rất lớn đến các cây còn lại, tạo thành một hiệu ứng dây chuyền.
Mặc dù những cây kế bên không gãy đổ theo, nhưng tán của chúng cũng bủa ra, vây kín lối đi của đám vượn. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 21 của Thiên Ba, U Minh Cổ Tộc, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 22 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.